đây rau của bó bao nhiêu tiền cô? 5.000 mỡ. 5.000 một mỡ đây à? Cô là rau sạch. Rau sạch ạ? Bán buôn à? Thì người ta 5.000, 4.000, bán buôn là 4. Chừng nào người ta ăn không sao rồi nhỉ? Sao ở đây, ra ăn là chính như mày, về đấy ăn đâu bao nhiêu mà sợ. Tận dưới đất chứ có phải là trên mặt, tận dưới hố 2 mét thì... Nhưng mà trồng nghĩa địa này có làm sao, ăn có làm sao không nhỉ? Ăn cả đây, nghĩa địa đây không bán ra chợ à cô? Không,